Rồi, chào các bạn nha. Con này mới làm xong thử lèo của ship nè. Chưa thử lèo. Ui. Ngang lẹo anh ơi, không? Xuống dưới cháu ơi, trở lại đi. Màu. Rồi, điều rồi đó. Điều rồi đó. Ồ, màu rõ, ghê luôn á. Quá đã. Ừ, nhẹ nhàng không? Con này rất nhẹ nhàng luôn á. Lên lẹo xíu không? Được rồi, lên chi. Xuống tút dưới á, cho kéo cho lên. Xuống tút dưới luôn. Xuống tới dây điện dưới luôn. Chút cái đèn xì vậy ta. Rồi, chuẩn bị. Xanh. Có gió yếu bức gió rồi, gió yếu quá. Quay sáng rồi ạ. Quên tàu, xử lý tàu ơi. Mất rồi. Xử lý hai con luôn, lẹ lên. Cậy á, nắm hai con lên, rút lên. Để nó rớt mất công. Gió yếu lắm. Thank you.
rết ít mới đem cuốc 14. Trắng xanh, trắng xanh lên thành trắng đen. Trong vùng cước còn đen kính luôn á. Xanh bóng luôn. Sáu con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nha. Nha. Em thấy bầu nó sao đỏ đâu, tư anh.